Luật Khoa học và Công nghệ quy định nhà nước bảo đảm chi cho khoa học công nghệ từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách hàng năm. Tuy nhiên, thực tế số chi hàng năm lại chưa được như mong muốn. Nhiều đại biểu cho rằng muốn phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần phải đầu tư cho đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, chi cho khoa học công nghệ là 12.091 tỷ đồng, chiếm 0,58% tổng chi ngân sách. Trong đó, việc phân bổ ngân sách vẫn còn dàn trải, chưa vận hành tốt cơ chế đặt hàng, đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ còn thấp và chưa tương xứng. Đại biểu đề nghị cần tăng đầu tư ngân sách nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đầu tư từ nguồn ngân sách cho khoa học công nghệ cần dựa trên quan điểm đầu tư để phát triển nguồn lực, bao gồm nguồn lực con người và nguồn lực sản phẩm sáng tạo. Quan điểm này là cơ sở để chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, khuyến khích các nghiên cứu đạt mức tới ngưỡng, mang lại giá trị cao trong khoa học, có giá trị trong ứng dụng và cho phát triển đất nước. Có cơ chế nuôi dưỡng và tạo ra đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, có tầm ảnh hưởng lớn. Đồng tình quan điểm trên, đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng chính phủ cần quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao để có thể cạnh tranh trên thị trường FTA quốc tế. Hiện nay, nước ta có khoảng 3 triệu Việt Kiều gồm các chuyên gia, trí thức giỏi, sống ở rất nhiều nước phát triển trên thế giới. Nếu xây dựng cơ chế, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để họ về nước, đóng góp tài năng cho nền sản xuất xanh hiện đại, thì chắc chắn sẽ khắc phục được hạn chế về thiếu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xanh như hiện nay. Cũng theo các đại biểu, bên cạnh việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam cần phải có cơ chế, chính sách để tạo sự đột phá trong phát triển chế biến, chế tạo, bởi đây là ngành quyết định tạo ra giá trị gia tăng lớn cho khu vực công nghiệp và là một động lực chính để tăng trưởng kinh tế của nước ta.